Em cho cái này này. Đâu? Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đứng im rồi. Ủa? Đó, để em sửa em con tim chị cho. Hey, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Hy lạc là mình là Ruby đây. Và hôm nay chúng ta lại có mặt trong đấu hương của Free Fire. Và hôm nay là mình sẽ quyết định là mình sẽ chơi team 2. Đây, nhưng mà mình sẽ để là auto maxi. Mình sẽ không biết là để coi cái mình sẽ gặp một ai đó. Ui, thôi để vào xem như nào, lỡ đâu gặp lại một anh trai nào đó thì sao nhỉ? Ôi trời ơi, sướng thật sự. Vui thật sự luôn mấy bạn ơi, trời ơi. Ui, ai đây nhờ? Hello. 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 Ui, giọng... Hello bạn. Hello, hello chị nhá. Chào chị nhá. Ôi, ôi giọng của bạn sao giống kêu thế nhờ? Wow. Bà biết kêu không? Cái gì, giống ai cơ? Kêu. Không mà, đâu giống đâu. Thấy giọng của bạn giống kêu vậy. Thực sự luôn. Ừ, thực ra này cũng khá nhiều là giống nhưng mà đâu giống đâu. Giống mà nhờ. Ui. Mình là kiểu như là mình chơi thử chơi team 2 là mình auto maxin ấy. Nên không biết là gặp ai, ai ngờ gặp bạn. Ôi trời ơi. Lần nào chơi cũng gặp ý trời trai. Á. Hả? Là ý trời á. Ý trời định mệnh đấy, ý trời định mệnh đấy. Ôi lúc đi đâu? Mới đầu tưởng gặp Gil chứ. Ôi trời ơi, giật cả mình. Ui vậy là tưởng gặp Gil mà thôi, gặp ai chả được nữa. Thất vọng à? Đâu có, tưởng thất tưởng vọng là thấy gì? thấy thấy cái giọng nó giống thôi à. Tôi thấy cái giọng nó giống thôi. Cũng khá nhiều người kêu giống nhưng mà thực ra thì đâu giống đâu. Bạn tên gì á? Cứ gọi là Vền nhá. Tên là Ven. Vền á. Ven. Vền đúng rồi, Đúng Vền. rồi. Ven nghe quen Vền quen nhỉ. đúng rồi. Nghe Sao quen lại quen. quen? Nghe quen quen. Rồi. Quen á. Hơi nhưng mà không biết. À. Sao gặp em mình quen cái nào mà không biết nhớ ai lại quen 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 xong lại giống tên chồng mình thế khổ nha. Ôi thôi rồi thôi rồi ôi không nha không nha. Ôi bắn gì thế vậy Vân ơi kêu kêu bạn kêu kêu ôi bạn đâu ấy đang đâu ok qua đây đây qua đây trời ơi ông chơi hết nó rồi mà em kêu qua à còn đấy đâu vậy từng lui ra bảo vệ cho ok ông ơi trời ơi mà ông là người miền Bắc ấy à ông là người miền Bắc hả vậy đúng rồi có một người vừa xuống đi ui hai tim 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 hai tim tim hai tim hai tim hai nha hai đứa rồi á bro đấy biết chơi đấy ở trong nhà nha trong nhà nha đây nó ra kìa ông ơi nó ra sau lưng ông kìa sau lưng kìa nó đang núp kìa đừng cứu tôi nó đang núp ấy ui hết đạn rồi còn bắn xa rồi ôi ui con chiến đổi nữa rồi xong luôn các bạn nhé. À, ok các bạn ok nhảy hung lũng này, đông với nồi không sự cũng đông nhảy bên tháp tầm hồ cũng ổn nhảy bên lằn gớm nhảy bên cảng lớn nhảy vào tim em nè ơ ui rồi ôi bạn ơi ui rồi ôi nhảy đại nha vậy vì mình lần đầu tiên chơi nên mình không biết nhá thôi thì nhảy vào tim em nè được mà ui rồi ôi gặp ở đây mà ghiêu hạ hính mình trời chắc mình chết luôn quá à. Mẹ mình ơi kìa buồn đấy nhở em là thấy không không được à không tôi kiểu như tôi fan ghiêu à đúng rồi fan của ghiêu và tôi hay donate cho ghiêu ấy nên hất hết ghiêu lâu lâu cái bị ám ảnh cái giọng của ghiêu vậy tưởng được gặp ghiêu cơ thì buồn gì đâu 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 có gì sao đâu ai cũng vậy nhỉ kiểu gặp xong người ta cứ tưởng ghiêu xong không bị ghiêu cái người ta bỏ mình luôn buồn làm gì đâu bình thường mà tôi chỉ giỡn vậy thôi chứ ai đâu bỏ ui trời ơi đừng mà ông bao nhiêu tuổi rồi em sinh năm 2003
ôi 203 á. Ôi. Ờ. Vậy là tôi sinh năm 2004 tại vì mình hay kiểu như mà quen nói chuyện mà ngang ngang nhau ấy. Cứ nói... Không sao đâu, cứ cho kiểu chị gì mà. Tại em mới chơi game á. Mới chơi game mà cái phân phục như vậy rồi, trời ơi. Ờ, cái này được nhận mà, chị không biết à. Ủa, được nhận hả? À. À... Ừ, cái code là gì ta? Làm ván Free Fire á, chị nhập đi, được nhận á. À, ok 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 ok. Ờ, còn nếu mà chị nhập code vẫn mà nhập sai á, là nhận được em á. Nhập sai là nhập được em á. Ôi. Em cha ao vậy cho mình nhỏ hơn bạn một tuổi này, vậy cho mình kêu bạn bằng em luôn nhé. Cho dễ xưng hô. Là sao? Thì bạn lớn hơn mình một tuổi mà phải không bạn? Mình mới có 2K4 à. Ừ, đâu xa đâu, gọi chị được mà. Ok ok. Nghe nó hơi sao sao đấy. nghe nó hơi Không. Gọi chị cho quen á, để sau này sẽ có một vài tình huống chị ơi anh yêu em. Trời heo. Really? Không không, em đùa, không có gì đâu. Really? Trời ơi. Đùa đấy mà, có gì đâu. Đùa đấy mà. Thả hứng ghê vậy ông ơi. Ông không thả hứng à, như vậy. Không, ông thả hứng như vậy là gái heo đầy luôn, tôi hề phải không? Không, nhưng mà nhưng mà kiểu không hiểu, bình thường nhiều em không cảm xúc con gái lắm á, nhưng mà gặp chị cảm giác lại khác ấy. Cái gì không có cảm xúc với con gái lại vậy, là ông bị cay á? Không hẳn, tại vì có nghĩa là kiểu nó không có một cái suy nghĩ đặc biệt gì với con gái khác á, nhưng mà gặp chị khác lắm nhá. Ôi giời ơi, vậy là định mệnh đó ông ơi. Định mệnh nhưng mà có đến với nhau không chứ. Ui bậy quá, nói đi sai nhở, mới gặp lần đầu đây mà. Mới gặp lần đầu, ôi thôi kệ, không sao, kiểu như mà chơi auto machine ấy mà gặp ông cũng vui, ông cũng đi tìm bạn để chơi à. À đúng rồi, đang kiếm bạn chơi này, chơi mình chán quá. Ôi ông mày cả chơi ngu á, nó tìm người gánh á. Ôi trời, tôi cũng mới chơi đây được vài ngày thôi luôn á. Không nhưng mà nếu mà chơi ngu cần người gánh là kiểu đơn phương quá, còn nếu hai đứa cùng ngu thì kiểu tâm đầu ý hợp á. À nghe có hơi vô lý nhưng mà lại rất thuyết phục. thiệt mà bạn. Trời ơi. Không, cái game này nhiều khi bắn nhau nó không vui bằng kiểu hai đứa gà chạy cùng nhau á. Ui ui ui. Trên lầu. Chơi tầng 2 á. Trên lầu kìa, tôi thấy rồi. Quay. Ui kêu mới chơi em biết đặt bom keo kìa. Không, tôi đặt cho vui vậy, tôi không biết chơi. Trên lầu, ok thấy rồi. Nó một người này, công. Người công lên. Nhưng mà không có bom khó công lắm. Ok, được chưa, ông công được chưa? Hai người, nó một rồi. Hai người á, ra luôn đi. Ôi, thằng con trai chạy được, cẩn thận nhá. Nó chạy quanh đây rồi á. Chạy á. Ok. Ui, hình như thanh niên bỏ người yêu để chạy. Thôi bỏ người yêu đi chạy. Ông đừng như thế. Ui. Tất nhiên là không rồi, cùng lắm để chết cùng nôi. Ui, đây này. Ui. Ồ, trên đầu nha. Từ lên đây bơm máu đi. Bình tĩnh nữa, không sao đâu. Ok. Ui giời ơi, xém chết. Yên tâm, em không bỏ chị đâu mà. Ôi, cảm ơn em trai nhá. Cảm ơn em trai có giọng giống Gil nhá. Có giọng giống idol của tôi. Yếu cái này, công này. Yếu rồi. Đừng, mình sợ tôi công vậy nồi. Tưởng ông là gây lọ. Trời ơi, tôi lại càng hít. Cái gì? Chạy không? Ui, sao vậy? Ui. Ôi, nó nốt rồi mà ta. Ủa đâu rồi? Cứu đi. Ủa là sao vậy? Ủa sao kỳ nhỉ? Ủa? Hình như sao có... vậy? Hình như có người bắn giảm thanh hay sao? Ui. Không. Không, chắc kiểu... Em chị... Kiểu... Lên cơ đau tim á. Thấy chị xinh không à? Ôi. Chị mình... Bạn nghe cái giọng... Ông nghe cái giọng của tôi xinh cỡ nào? Nhìn như một đứa con trai vậy thì... Không, nghe thì xinh rồi mà. Không đâu, đừng nói thế, tôi ngại lắm. Chứ còn gì nữa, tự nhiên nghe giọng phát nốc luôn. Không cần ai bắn luôn á. Người ta bắn vào người là một bài phát mới nốc. Còn chị bắn thẳng vào tim em đúng một phát nốc luôn này. Ui giời ơi,
Chết rồi, gặp phải anh chàng này hả? Hính hơi bị ghê đấy. Cái gì đó á? Ất kỳ ghê, không biết tiếng gì đâu á. Đúng mà, bạn Khả Hiến cực cực ghê thực sự luôn. Vậy là nãy giờ mình chơi mình toàn gặp người không luôn á. Mà chị có máu? Có máu. Đây. Còn sao lấy không lấy không? Đừng nghe em bắn vào, đừng cuốn, đi. Em cho cái này nè. Đâu? Đừng yên. Đừng yên, rồi. Đó, để em sửa em con tim chị cho. Ôi trời, xịn thế. Trời, Free Fire. Nè. Chị bắn lại cho em đi. À, cái cây này hả? Đúng rồi. Bắn lại đi ô. Cái này bắn vào con tim nè. Ui, vậy là chị cũng sửa em con tim em rồi nhá. Hai đứa sửa em nhau được á. Trời, Khả Hiến cũng nặng luôn. Gì đâu á. Ôi, gặp trai miền Bắc, ôi dồi ôi, ngại thật sự. Ui, có bom keo nè. Thật ra em có khẩu được súng đó là em dành riêng cho chị luôn á. Ui, vậy ông lấy cái đó. Ui, bắn mình nè. Ok, rồi trên không... trên đấy, okay, trên đấy, lấy đi, giết con cái đi. Trong nhà có người nhá, nhà bên đấy, nhà chị đang vô có người á. Ui giời, cái súng sợ rồi. Na cha. Ôi ui, em không bỏ chị đâu mà. Ôi đánh yêu thật sự. Cùng lắm chị chết chung nói gì đâu căng. Chị bắn lại cho em đi, em hết máu rồi. Ok, đây. Ổn chưa? Không ổn một chút nào luôn á. Sao lại không ổn? Bắn vào máu thì có máu là phải ổn chứ nhờ. Ừ, thêm máu nhưng mà tim em đau. Thật ra chỉ làm loạn con tim em rồi còn gì nữa. Rồi, giọng ấm thật sự luôn. Chỉ làm loạn cho tim em vậy sao em sống được. Ngại thật sự, rồi lần đầu được trai gà mấy ông ơi. Bạn gà như ông gà tôi như thế, tôi ngại vãi nồi. Để chơi ngại không gì được, đó. chơi không được đúng không, tập trung chơi. Ngại thì thả đánh lại đi. Thôi. Ôi trời. Ủa sao con này nó vẫn còn nhỏ. Đây nè, ông ơi, đây nè. Ui. Yên tâm đi, sao lại gọi ông ơi á? Vậy thì phải gọi như nào? Phải gọi như nào? Không phải là tình cảm hơn đi đâu. Ui, trời ơi, sao? Ui. Ôi, cay thực sự. Ở ngoài. Sao chị chết rồi á? Tại vì đang hồi máu, tính vào nhà thì không kịp, tại nó đứng ở ngoài đã bắn á. Ui, thằng khốn nạn nó bắn chị vậy á? Ghét thật chứ. Để em trả thù cho nhá. Vậy tôi gọi ông là em trai nhá, em trai đáng yêu nhá. Em trai? Vâng, à, cũng được. Em trai mưa. Dự là sau này sẽ có một vài pha chị với anh yêu em. rồi, ông hay lắm. Được mà. Rồi, để tôi coi tình hình như nào mới được chứ. Trời. Đâu cần coi đâu. Thì giới đắc nói đâu sau này. Kìa, ông thấy ông nói kìa. Bót, không sao cả, bót. Bót. Ôi, hâm mộ rồi. Ôi, không phải bót rồi. Người. Ui. Cái nhỏ. Không sao. Được chết chung với chị cũng vui rồi. Ui, chắc ông ơi. À không, em trai ơi, chắc chị nghĩ rồi. Cậu chồng ơi luôn đi. À, không gì. Cái gì? Không có gì, không nhầm. Gì đâu. Vậy chắc nghỉ nha, bye bye. Nghỉ sớm đi, bye bye nhá. Ok, vậy có gì kết bạn. Chị với em kết bạn xong rồi mình chơi bài là trái chung vậy. Kết bạn rồi mà. Kết bạn rồi. Kết bạn rồi đấy. Trời ơi, tại ngại quá, quên hết rồi. Tại vì đủ quá rồi. Ngại à? Nghe đột ngại lại yêu rồi đó.
Trời ơi là trời, cứ hạ hính như này làm sao con gái như người ta chịu nổi thề. Thôi bây giờ bye bye em nhé, chị ốc chị đi ngủ đi. Bye bye chị nhá, buồn nghỉ nhá. Bye bye. Bye. Ui giời ơi bé ông ơi, được trai hả hính sợ vãi nồi ra, ngại vãi nồi, kiểu như là từ đầu tôi tưởng cái giọng của anh Gil nữa cơ. Ui giời ơi, bây giờ tôi đi ngủ đây, còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha.